Thông tin bên lề bóng đá World Cup 2022 mới nhất, xác định toàn bộ 8 cặp đấu vòng loại trực tiếp World Cup 2022. Hai bảng G và H khép lại vào rạng sáng nay 3 tháng 12 giúp chúng ta xác định toàn bộ 8 cặp đấu của vòng loại trực tiếp World Cup 2022. Ở trận đấu cuối cùng của bảng G, đội hình 2 của Brazil bất ngờ để thua 0-1 trước Cameroon Aboubakar 90+2. Tuy nhiên, rất may cho đoàn quân của huấn luyện viên Tai là điều đó không ảnh hưởng đến ngôi đầu bảng, khi Thụy Sĩ chỉ thắng Serbia 3-2 trong trận đấu cùng giờ. Cả Brazil và Thụy Sĩ đều có 6 điểm, nhưng đội bóng xứ Samba xếp đầu bảng do hơn hiệu số 3-1 so với 4-3. Đối thủ của Brazil ở vòng 1/8 là Hàn Quốc, đội xếp nhì bảng H. Trong khi đó, Thụy Sĩ sẽ chạm trán Bồ Đào Nha của Ronaldo ở vòng loại trực tiếp. Đây cũng là hai cặp cuối cùng được xác định trong 8 cặp đấu của vòng 16 đội. Trước đó là cặp Hà Lan vs Mỹ, Argentina vs Úc, Pháp vs Ba Lan, Anh vs Senegal, Nhật Bản vs Croatia và Maroc vs Tây Ban Nha. Sau khi vòng bảng khép lại, World Cup 2022 không nghỉ ngày nào mà thi đấu luôn vòng 1/8 từ đêm nay và rạng sáng mai. Cụ thể, 22 giờ ngày 3 tháng 12, Hà Lan vs Mỹ trên sân vận động Khalifa, 2 giờ ngày 4 tháng 12 Argentina vs Úc trên sân vận động Anfield, 22 giờ ngày 4 tháng 12 Pháp vs Ba Lan trên sân vận động Anthumama, 2 giờ ngày 5 tháng 12, Anh vs Senegal trên sân vận động Anbai, 22 giờ ngày 5 tháng 12, Nhật Bản vs Croatia trên sân vận động Anzanoab, 2 giờ ngày 6 tháng 12, Brazil vs Hàn Quốc trên sân vận động 974.22H00 ngày 6 tháng 12. Maroc vs Tây Ban Nha trên sân vận động Anfield, 2 giờ ngày 7 tháng 12, Bồ Đào Nha vs Thụy Sĩ trên sân vận động Luceo Iconic. Cảm ơn các bạn đã xem hết video, đừng quên ấn like, chia sẻ, đăng ký ủng hộ kênh nhé.